lấy nước luôn. Làm gì vậy? Mến chào cả nhà. Trời tạnh mưa nha cả nhà. Em chia sẻ cho cả nhà mua cơm chiều của em tính làm mua cơm chiều nè. Em có rau sống, rau xà lách mua. Cái này thì rau cá, rau the, rau thơm rồi. Đấy, quế đâu nè ở nhà cả nhà. Bà xã em sáng đi chợ. Đi chợ mua được 2 con cá lóc. Chiều nay em làm cá lóc nổ mùi hộp ha. Bà xã em đưa mấy đứa nhỏ đi học ngày 2 buổi á, vì cái phần nấu cơm rồi đảm nhiệm rồi thì em đảm nhiệm á cả nhà, có gì sai sót cả nhà bỏ qua giùm ha, cả nhà ủng hộ cho vợ chồng em mau có doanh thu cả nhà, bằng cách like đăng ký ủng hộ nè, nhấn cái chuông bên cạnh em ra video mới cả nhà cho có thông báo cả nhà xem video mới ủng hộ vợ chồng em ha, sau này có quảng cáo cả nhà ủng hộ vợ chồng em bằng cách là xem hết quảng cáo luôn cả nhà để vợ chồng em có thêm doanh thu ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Chúc lại gia đình mình luôn ăn vui hạnh phúc, thành công trong mọi công việc. Gia đình hạnh phúc, khỏe luôn cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà. Giờ em đi rửa cái mới rau này. Cả nhà xem giải trí luôn cả nhà.
này em bỏ muối vô son nữa nha, em bỏ muối vô cái son này ha, em bỏ lớp muối dưới, sau đó em bỏ lớp lá chả lên. Cho con cá mình rang nó thơm hơn. Bỏ mớ lá chanh luôn. Cho nó có mùi thơm hơn. Cái này bỏ vô cả nha. Nãy con cá nó có em không có bỏ nó như vậy ha. Em che cái phần nó lại để tiếng nhìn chút. Em phải chuẩn bị em làm bếp em chuẩn bị đi nhóm lửa. Rồi em bỏ nó lên nè. Đậy nắp lại cả nha. Cái quả gì em chỉ chịu em đậy nắp cái gì cho nó kín là nó chừng nào mà còn muốn biết nó chín thường á, muối chừng nào mà nó không còn nổ nữa là nó chín á cả nhà. Rồi mình canh chừng cô được, mình canh chừng mình chở nó lại cho nó đều á. Bắt cái nồi à. Bắt cái nồi à. Lóc qua nổ muối cả nhà ha. Thì em để đây chừng nào mà nó không còn nổ nữa đó em quay em chở cá lại em canh đấy. Cái em nấu được đâu một phần nửa thời gian đi, em chở con cá cho nó đều thì là nó ngưng nổ là nó chín hết cả nhà. Xôm thử chín nha cả nhà ha. Cầm nó ra luôn hả? Còn nóng. Em vẫn còn nóng nè. Sao lấy ra được không biết. Cầm này ra đây. Rồi đi bỏ trọng đi. Tay rất ra. Ở cho mượn dĩa đó đây. Ừ. Ờ mượn dĩa đó được. Xúc nữa hả? Ừ xúc. Nó bể. Nóng gì lắm. Mềm lắm. Nóng lắm mềm. Chút cho nó ngủ đi. Không được. Giả thì sao mà ngon. Chảy nước luôn. Con này xây ngon xây lại. Giống gì vậy? Thôi chứ có ừ để mình cầm cho nó dễ thôi tập tay vô. Chào cả nhà nha, mời cả nhà ăn cơm. Con cả nhà món cá lóc nổ muối cả nhà, mời cả nhà dùng cơm về đồng thêm này mà uống liền nước luôn cả nhà. Mở gì đem qua đó rồi hả? Rửa cái lớp da này ra đi, để qua đây. Cái đứa này lấy cái dĩa cho nó ấy đi, chạy nó đi. Con dắt cho nó. Mới dĩa qua đi cái đây không được. Nó phải chạy. Nó dậy. Ăn đi con. Nghe rồi quý. Để dắt ra cho. Con dao không thịt? Để dao qua nha. Nè. Con gói cá này ăn đi.
được không? Mấy vẽ qua cho nó được rồi. Vẽ thịt á. Đó vẽ thịt thằng này. Cái gấp ra nó cũng gãy hết. Từ từ ăn nha, chưa nghe, nghe không? Đó. Đi. Không, có mùi chanh giả. Chính có chanh ngon à. Mất cay quá. Nhưng ăn ra không con? Bỏ bên Nhi leo rồi con. Vô luôn cái nhà, thịt trắng nõn luôn à. Cá thơm, cái cha không quý? Thấy một gai cá ngọt. Cái cha dính vô đũa có sao không? Không, qua đây. Cái nào coi kỹ nghe, có xương á, nhưng mẹ ấy đó. Từ từ ăn. Ăn cái đi nữa, để gấp cho ăn nha. Có lá ở đâu à? Rồi ăn thịt cá rồi. Thịt khẩu bà luôn á, bự to rồi. Hai con rồi, 2 kg luôn á. Nó ăn lá gì? Lá em, lá sụp. Mà thơm. Lá rửa thôi à. Vé cùng rồi qua cho nó. Ngon quý. Ngon. Tự nhiên xương vậy không? Lá lụa à? Gói vô hả? Ai quý nắm cái ta hỏi mũi. Không có the bự. Dưới bụng có xương. Phải có xương.
cá nào không có xương. Đưa ăn thử nghe chưa? Nó lừa được mà, nó biết đó mà. Trời, nó gói vô cao. Con ăn cái này thịt vô trước đi, lừa lừa đi, ăn cao. Cái lá, lá lửa nó chua chua. Đúng không? Hai thật đó. Thấy cái giường này. Sợ rớt luôn thật chú. Ngon quá quý. Em đi con cá đó coi. Cá dữ tràn đi. Cay. Cay gì mới ngon. Ăn cơm của anh bỏ cho tết nó chưa? Dạ. Bỏ chưa? Ta để nồi cơm lên nó phản nó ăn nè. Cạn quá. Dạ cá bỏ cho nó ăn rồi. Nó ăn một hai con cá. Thật là nó gỡ. Thật rất là bạch luôn. Giận quá nè. Con vẽ cho em Duy Vân. Nó ăn được mà. Ở đây. Cái giường nó dài. Dài hả quý? Dài. Cái này xà lách mà con không ăn thôi. Cộng nó mang cái gì không cộng ăn cộng nha ngồi chắc đổ luôn giống mưa dữ anh à quá chị không thấy cô bán ui ui trong cái này cũng được. Mình giờ cứ ăn nửa mưa mình chạy đó ngõm mới ngồi xuống mưa ngồi này mũi quá ta không lại mũi nữa phán nữa cơm nữa mới chừng. Nó cắn anh hả cái này mà xăng đi cắn cắn chậm cắn rửa gì nữa cái đầu. Cái nhà ha, bộ đồ đồng ở cái nhà. Dạ cảm ơn.
ta nuôi nó cũng rộng. Hả? Em ăn cái kia. Ngon. Đấy là một cái hả? Ồ, mà béo rồi. Ai mà không ăn cả nhà. Có cá cá rồi nó ăn không đó. Bao tử, bao tử cá. Ừ. Có ăn cơm nữa không? Không, mà còn ăn cá đi, còn cá nhá con. Cá vậy? Cá không? Bao tử béo đi. Để cái đậu lên, cho chấm chỗ luôn. Còn nóng mà ngon. Có cái đùm mỡ này. Con còn ăn chứ, ăn thịt đi. Còn béo. Có mỡ luôn vậy. Ừ, có mỡ được, con cá mỡ hơn con cá bên đây luôn, béo không? Nè nè, thật là không? Làm miếng nữa kìa. Ừ. Cô đừng chạm quá dính con nha Tấn này. Hả? Đừng có chạm quá dính con không? Dính tay nè. Dính tay thì được, đừng dính với mình nè. Đó, vậy ăn đi. Vài mấy phút quý. Mười, à 14 phút. Có đắt rồi không? Khoan đi. Có ăn gì con gắp đi. Ăn gì kia mẹ gắp cho. Có lắp này mẹ gắp cho. Bây giờ vợ chồng em tới đây cả nhà. Cả nhà thấy bữa nay em làm cái món cá lóc gan muối hột á, rồi là nổ muối hột á nha. Nhưng cả nhà thấy hay cái ngon á thì ủng hộ vợ chồng em một like, một đăng ký, một chia sẻ ha. Để ủng hộ vợ chồng em cả nhà. Cả nhà nhấn cái chuông bên cạnh á để khi em ra video mới á, cả nhà sẽ có thông báo cả nhà ủng hộ vợ chồng em ha. Bây giờ em hẹn cả nhà mình video sau luôn. Tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình luôn ha. Bye bye.